qua phần thể hiện ngay sau đây với tiếng trống thổi. Và chúng ta cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn chào đón vũ đoàn TK. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chương trình hội nghị doanh nghiệp sàn giao dịch Bitcoin tại thị trường Việt Nam.